Hey, xin chào các bạn, mình lại quay trở lại trong bài này. Mình trình bày nốt cái này nhá. Ở dưới là đoạn text, nó là thẻ P các bạn, ở dưới nó có đường kẻ này. Thì nó là một cái đường kẻ thôi. Thì mình sẽ gõ ở đây một cái thẻ là HR. Tab một cái, thì như vậy là mình sẽ có được một cái đường kẻ đây. Đường kẻ này nó ngắn thôi đúng không? Nó ngắn thôi. Mình để nó ngắn còn tầm là 4, 500, 400 pixel. Đấy, thì mình sẽ để cái HR đúng không? HR. Ngắn là width thôi. Width là tôi tính ngắn đây. Đấy, mình để width là 400 đúng không? 400 pixel. Sau đó là mình để cho nó làm thuộc tính margin gạch ngang left 600 pixel. Thì như vậy là một cái đường kẻ khá là ngắn đúng không? Và dịch sang bên phải một đoạn. Đấy, mình có thể view trên Chrome. Thì nó ngắn như này đúng không? Đó. Sau đó ở bên dưới thì nó là một cái đội cái text cơ bản đúng không? Mình gọi đây là một cái thẻ là thẻ P, đoạn văn cơ bản như này. Đấy. Refresh lại thì nó có một thẻ P đây. Đấy. Và tất nhiên thẻ P này cũng phải có một cái gì nhỉ? Có một cái cụ độ rộng thì nó mới tự động xuống dòng được. Ở đây mình để độ rộng là 400 pixel. Và margin cũng là gì nhỉ? Margin clip là khoảng cách bên trái mình sẽ để là khoảng tầm 600 pixel. Như phần trên đúng không? Đấy, như vậy nó sẽ như này. Sau đó là mình copy thành nhiều thẻ P đúng không? P đoạn text ở bên dưới. Sau đến thẻ A đúng không? Sau đến thẻ A. Thì mình shift tab, bôi đen là shift tab, nút shift và chữ nút tab để cho nó lùi lại một tí. Cho nó đẹp thôi. Đây. Đấy, sau này dưới đây có thẻ 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 ảnh đúng không? Thẻ ảnh thì bây giờ mình gõ thẻ ảnh. IMG tab một cái. Và mình copy cái điều chỉnh hình ảnh. Rồi mình paste vào trong này. Đấy, sao chép địa chỉ hình ảnh nhé các bạn nhé, làm lại này, sao chép địa chỉ hình ảnh ta mình biết rồi. Đấy, thì như vậy là mình đã có được cái ảnh này và mình có thể là kiểm tra bằng cách là refresh lại. Tất nhiên là cái ảnh này nó sẽ phải là dịch sang bên này và nó hơi to đúng không, mình phải thay đổi độ rộng của nó. Thì cái ảnh này mình sẽ viết là img. Đấy, thuộc tính của nó độ rộng là thuộc tính width, mình để width là 400 500 đi cho đẹp và dịch sang bên phải một đoạn đúng không, margin left là 600 pixel. Đấy, thì như vậy là ảnh nó sẽ nhỏ lại 500 và ảnh lớn nó cũng nhỏ 500 luôn. Như vậy mình sẽ ảnh nó thẳng hàng luôn, được chưa? Đấy, mình để 400 cũng được. Cho nó nhỏ vừa tương ứng với cả cái này. Được chưa? Đấy, tiếp đó lại là thẻ P. Đúng không? Lại là ảnh, đúng không? Lại thẻ P, lại là ảnh. Đấy, mình sẽ làm tiếp. Đấy, ở dưới nó một thẻ P tiếp. Đấy, xong lại một thẻ ảnh tiếp đúng không? P này. Đấy, xong một thẻ ảnh tiếp. IMG này ta một cái. Đấy. Sao chép địa chỉ hình ảnh đúng không? Paste vào đây. Như vậy mình đã có được một cái ảnh nữa rồi, đúng không? Đó, chưa. Tiếp đó ở dưới là gì nhỉ? Ở dưới khó hơn. Dưới khó hơn các bạn ạ. Đấy, dưới nó là hai cái ảnh phân thành hai cột. Thì để phân cái hai này thành hai cột ấy, thì mình phải học thuộc tính mới mới làm được. Đấy, bây giờ mình chưa làm được. Đấy, cho nên mình tạm thời mình bỏ qua thuộc tính chia cột đấy, mình sẽ chuyển sang một cái bài mới đi để mình hình dung cho nó dễ nhé. Rồi tiếp tục như vậy là các đoạn dưới thì chỉ có thẻ P, thẻ P thôi, bạn tự làm nốt. Ở đây mình ngoái nhanh cho nó, đây P này, đấy P này, đấy ví dụ thế, ảnh này, IMG này, nếu ảnh nó lệch thì nó sẽ gì? Mình sẽ phải chỉnh lại mấy cái ảnh này thẳng hàng rồi mình để hết là width là 400 rồi làm sao là tất cả ảnh thẳng tắp nhau luôn chứ không bao giờ bị lệch cả. Như vậy là mình vừa hướng dẫn bạn sử dụng 5 cái thuộc tính cơ bản để mình có thể là trình bày được một cái bài viết ở trên trang K4. Đấy, bài học bài tập tương tự thì bạn có thể vào cái trang zing.vn. Mình xem một cái tin tức nào đấy đúng không? Đây tin tức này chẳng hạn. Đấy, để mình tự trình bày nó ra bằng cái HTML, ví dụ cái ảnh này rộng bao nhiêu đúng không? Đấy, text rộng bao nhiêu, khoảng cách như nào, mình sẽ tự chỉnh lấy. Và phần này thì mình dừng video đây, cảm ơn các bạn.